Nói chung là về sắt và ốc của nó thì vẫn rắn lắm. Tem mắc có tem ở bên kia, tem ngày tháng sản xuất lâm ở đây, tem ở cánh lái. Đi xe cũ ấy thì em xem cái này là cái quan trọng nhất này. Em giật cái tablo cho anh, giật tablo đây, giật cái lắp này, cabo này lên. Nhập khẩu Hàn Quốc. Ừ, nhập nguyên bản từ con ốc ấy. Thứ nhất nếu mà lấy là lổ máy lên cái này này, cái này nó không được lên bọt. Nó lổ máy lên mà cái này lên bọt là con đấy được bị làm lại mặt máy rồi, làm lại mặt máy hoặc là bổ máy ra rồi. Hoặc là cái này này, lổ máy lên cái này mà nó xì ra nhiều khói, mà lên đẩy hơi ra mạnh là tút cái ống thăm dầu ấy. Là những con đấy là máy nó kém rồi. Nếu mà mới lổ ấy, xong bắt đầu mình ra mà nó quật anh nhiều hơn. Ừ, cái vào hãng nó chết cho mất hơn triệu là ra hết mà. Hàng trăm chi tiết máy này. Mình đấy là những cái lỗi xem cơ bản nhất về một cái máy, là nó có những lỗi cơ bản đấy, là thì cái trong một cái máy nó nguy hiểm nhất là bị lột máy ra thôi, máy bị lột biên thì là nó sẽ lên nó đẩy hơi ra đây ngay. Chứ còn xem thì em bảo có cái gì đâu, mình biết cái gì mà xem. Đây hôm anh thay cái chân máy này này. Đây cái hôm nó kêu ú ấy. Đi vào nó kêu ú thay cái chân máy này. Thay cả cục à? Đây, nó phải đi cả cái cục đấy. Xoáy này ra. Ừ, nhấc ra thay cả cái chân đấy. Triệu chín cái chân ấy. Đây chỉ lối nó giữ chân. Giữ cái máy này. Nó có 3 chân máy mà còn 2 chân máy dưới, 4 chân máy. Đây quan trọng nhất với cục này. Ừ. Cái đấy còn ở đây nếu để ý những cái vết hàn này này, nếu mà xe va đập mạnh rồi đâm mạnh là nó sẽ bị chùn hết. Cái này nó chùn khung này hết này, những cái thanh này này nó sẽ bị chùn hết. Đây những cái vết này mình xem những cái xương xe dưới này này. Nếu mà xe cũ